Kính chào tất cả quý thầy cô, chào tất cả các em học sinh yêu thương. Hôm nay thầy sẽ làm một video review cho quý thầy cô và các em học sinh một số những cuốn sách rất bổ ích trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn, cũng như cái quá trình ôn tập môn văn của bạn chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh hoặc là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trước hết là những cuốn sách liên quan đến câu hỏi nghi luận xã hội. Vâng, trên tay của thầy, thầy muốn giới thiệu cho các bạn đó là cuốn sách Không gì là không thể của Matthew Adams. Đây là một cái cuốn sách rất là tuyệt vời, bởi vì cái cuốn sách này nó rất là thân thuộc và rất gần gũi với cách viết của học sinh giỏi môn văn khi chúng ta hành văn trong bài nghị luận xã hội. Cái cuốn sách này sẽ đề cập đến trên khoảng tầm 40 vấn đề, ví dụ như là sử dụng thời gian hợp lý này, sự tự tin này, niềm tin, lòng tự trọng, sự chân thành, lòng trung thành, lòng dũng cảm, sự đố kỵ, tự chủ, lãnh đạo, học hỏi không ngừng, cho và nhận, ước mơ, rồi tất tần tật tất cả những gì hay ho mà thường thường mà đề thi học sinh giỏi ra thì đều có trong những nội dung này hết. Đây là một cuốn sách đúng là số 1 luôn. Và cái cuốn sách này thì thầy mua đọc, mua cho con thầy đọc, mua cho đội tuyển học sinh giỏi mà thầy bồi dưỡng. Đặc biệt là cái cuốn sách này này, thầy thường lấy để ra các đề thi đọc hiểu. Nó cực kỳ hay luôn, quý thầy cô có thể mua cuốn này. Vâng, cuốn này là cuốn You Can, Không gì là không thể. Và cái cuốn sách tiếp theo nữa mà thầy muốn giới thiệu với các bạn ở đây, đó là cái cuốn sách mà hiện tại thầy không có trên tay, mà hàng thì nó đang về, thầy mua để tặng cái đội tuyển học sinh giỏi trường của thầy. Và cuốn sách đó có tên là Những bài văn nghị luận xã hội chọn lọc. Và thầy bật mí với các bạn một cái điều rất là đặc biệt của cái cuốn sách này. Cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà thầy và giáo sư Trần Hữu Tá, tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là những giám khảo chính của cuốn sách này. Và trong cái cuốn sách này có trên 70 bài văn, 70 bài văn nghị luận xã hội, trong đó có một số bài nghị luận văn học là lý luận văn học đấy, dành cho thi học sinh giỏi. Và ba thầy giáo đã chấm và tuyển chọn vào cái cuốn sách đó, trao giải thưởng cho các học sinh đạt giải nhất, nhì, ba. Đây là một cái cuốn sách không thể thiếu được trong bộ sưu tập sách ôn thi học sinh giỏi của các em. Vì sao? Vì trong cái cuốn sách này, bài đã được viết sẵn và nó là một cái bài mẫu rất là quan trọng, vì các em đọc để học cách hành văn, đọc để có thể copy lại một số những cái đoạn rất là hay, và nhất là đọc để biết được cái sự phong phú trong cái cách lập luận vấn đề của rất nhiều những học sinh giỏi trong cuốn sách này. Và các em nên có cuốn đó. Thầy nghĩ rằng hai cuốn đó là hai cuốn tuyệt vời nhất. Ngoài ra thì các em có thể đọc một số cuốn nữa, nhưng mà thầy thấy nó không quan trọng, có thể đừng mua mà nó tốn tiền, như là Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời. Và nó có tới 3 tập lận. Nó có tới 3 tập. Cuốn này thì dùng để làm gì? Cuốn này dùng để chúng ta đọc một số những cái câu hay, đọc một số những cái đoạn văn cực chất mà cái tác giả này đã viết. Nó cũng giúp ích rất nhiều cho các em trong việc chúng ta có được cái giọng văn mượt mà, hay, truyền cảm. Bởi vì những cái cuốn sách như thế này là những cuốn sách truyền động lực. Cái cuốn nữa mà thầy muốn nói với các bạn là cuốn Hạt Giống Tâm Hồn. Nhưng mà cái cuốn Hạt Giống Tâm Hồn thì em nên mua với tựa đề là Cho Lòng Dũng Cảm Và Tình Yêu Cuộc Sống, bởi vì nó tập hợp những câu chuyện hay nhất về lĩnh vực này, và nó cũng giúp cho các em có dẫn chứng để minh họa trong bài văn của mình. Cái cuốn tiếp theo nữa thì có lẽ cuốn này thì khỏi mua đi, nhưng mà thầy vẫn giới thiệu, đó là cuốn của Napoleon Hill. Cuốn này là Để Thế Giới Biết Bạn Là Ai. Thế cuốn này chủ yếu là truyền động lực về vấn đề kinh doanh thôi, cho nên là bạn có thể có mà có thể không cần. Mua cuốn này nó cũng mắc lắm.
Một cái cuốn nữa cũng rất là hay, đó là cuốn Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài của Robin Sharma. Đây cũng là một diễn giả rất là nổi tiếng, một nhà truyền cảm hứng nha. Các bạn có thể mua cuốn này, nhưng mà thầy nghĩ rằng là mua cái cuốn Không Gì Là Không Thể và cái cuốn Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Chọn Lọc mà thầy giới thiệu là hai cuốn đó là xuất sắc rồi. Phải có nha các bạn, chắc chắn là phải có. Và thầy không có quảng bá để bán sách đâu, bởi vì thầy chả được cái lợi ích gì từ cái cuốn sách đó cả. Chỉ là thầy thấy hay, vì thầy là người tham gia làm giám khảo ở đó, thầy thấy hay thì thầy giới thiệu tới các bạn thôi. Tiếp theo là một cái phần rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ đến với những cuốn sách về liên quan đến câu lý luận văn học, câu nghị luận văn học. Thì các em lưu ý cho thầy này, cái cuốn sách thứ nhất mà thầy muốn giới thiệu tới các bạn, có lẽ là học sinh chuyên văn và những học sinh ở các cái đội tuyển văn thì không thể thiếu rồi. Đó là tài liệu chuyên văn 3 tập của thầy Đỗ Ngọc Thống. Vâng, trong này thì thầy Đỗ Ngọc Thống đã đưa ra một số những cái đề thi và hướng dẫn cách làm bài. Và đặc biệt là thầy viết theo kiểu như là diễn giải vấn đề, rồi thì phân tích, bình luận cực kỳ chuyên sâu. Đây là cuốn sách không thể thiếu đầu tiên mà bạn nên có. Cái cuốn sách tiếp theo mà thầy nghĩ rằng có lẽ bây giờ cũng rất là hiếm hoi rồi, đó là cuốn này các bạn ạ. Đó là cuốn Văn Hay Dành Cho Học Sinh Giỏi 12 của Thái Quang Vinh và Thảo Bảo My. Vâng, cuốn này ạ. Cuốn này ạ. Trong cái cuốn sách này thì người ta có đề thi và người ta giải đề thi, chủ yếu là văn mẫu. Rồi thì đằng sau mỗi cái bài làm thì đều có nhận xét của giám khảo. Cho nên cái cuốn sách này em vừa đọc vừa thấy được cái hay, cái hấp dẫn, vừa thấy được những nhược điểm của những bài văn để tự rút kinh nghiệm cho mình. Đó, đây cũng là một cuốn tham khảo tuyệt vời luôn. Cái cuốn tiếp theo mà thầy muốn nói với các bạn á, thì chúng ta có hay có, không có thì thôi. Đó là cuốn Tổng hợp Đề thi Olympic 30 tháng 4 Ngữ Văn lớp 11. Cái cuốn này cũng rất là tốt. Vì sao? Vì tổng hợp trong đó là rất nhiều những đề thi nghị luận xã hội có, rồi thì lý luận văn học có. Và đặc biệt cái cuốn này có đáp án nhưng không có bài làm mẫu. Đây cũng là cách mà thầy dạy đội tuyển văn của thầy ấy, thì thầy hay sử dụng những cuốn sách như thế này để lấy làm dàn ý. Tất nhiên là những dàn ý trong này ấy, nhiều khi nó còn hạn chế lắm, thì phải biết thêm vào. Và đặc biệt là mỗi giáo viên dạy thì sẽ biết cái gu chấm văn của tỉnh như thế nào đấy, để mà dạy học sinh đi cho đúng hướng. Một cái cuốn sách mà thầy muốn giới thiệu với các bạn ấy, nữa, đó là cái cuốn này các bạn ạ. Cho thầy xem trong điện thoại ấy, là bởi vì thầy những cái cuốn này không được cầm đến tay. Vâng, đó là cuốn Văn Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Trung Học Phổ Thông tập 1 và tập 2 do cố giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh chủ biên và thầy Đỗ Ngọc Thống. Các bạn biết rằng là thầy Đỗ Ngọc Thống, thầy Nguyễn Đăng Mạnh, rồi thầy Chu Văn Sơn. Thầy Chu Văn Sơn thì thầy cũng mất rồi. Thì thầy Nguyễn Đăng Mạnh, thầy Chu Văn Sơn, thầy Đỗ Ngọc Thống là một trong những cây đa cây đề của Việt Nam, và đây là những cái chuyên gia viết sách hàng đầu mà có thể mang đến cho giáo viên và học sinh những cái cuốn sách hay nhất, chuyên sâu nhất mà đọc lên học hỏi được rất là nhiều. Và các em có cái cuốn Văn Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Trung Học Phổ Thông tập 1, tập 2 do thầy Nguyễn Đăng Mạnh và thầy Đỗ Ngọc Thống chủ biên, thì cái cuốn này nó quá tuyệt vời các bạn ạ. Vì cái cuốn này á, là vừa hướng dẫn làm bài, vừa có những cái bài mẫu sẵn, và đặc biệt đó là cái cách hướng dẫn làm bài viết rất là chu đáo, giống như kiểu mà đang đứng lớp để dạy vậy. Cho nên là đây là cái cuốn sách không thể thiếu được đâu. Tuy nhiên cái cuốn sách này bây giờ mua không ra luôn á. Vì sao? Vì là xuất bản từ những cái năm 2000 lẻ mấy lận, cho nên rất là khó mua bây giờ. Bạn có thể mua một số hiệu sách cũ thôi. Nhưng mà các bạn ạ, đối với hai cái cuốn này thì thầy cũng có. Cho nên là nếu bạn nào cần á, thì bạn cứ nói như thế nào nhỉ? Bạn có thể comment ở bên dưới cái video này, thầy có thể cho bạn.
Tuy nhiên nó chỉ là cái file PDF thôi. Bạn về bạn tự in ra cái cuốn như thế này, nó cả gần ngàn trang lận. Gần ngàn trang, hai cái tập này gần 1.000 trang. Và tất nhiên cái điều này thì thầy không muốn chút nào, vì đây là tôn trọng sách của các thầy, mình chia sẻ như thế là không hay. Nhưng thực chất thì những cuốn sách này nó cũng đã được chia sẻ trên mạng rồi, thầy cũng chỉ là thầy sưu tầm, thầy cóp lại thôi. Và nếu bạn tìm không ra thì liên lạc với thầy. Vâng, hai cuốn này xuất sắc luôn các bạn ạ. Rồi, thêm cuốn nữa ha, review cuốn nữa, đó là cuốn 217 đề và bài là và bài văn dành cho học sinh 10, 11, 12 ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học. Cuốn này của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn này rất là lâu rồi. Cuốn sách này cũng do giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh chủ biên, thầy Đỗ Ngọc Thống, thầy Hà Bình Trị và thầy Chu Văn Sơn. Và cuốn này rất là dài. Tại sao có cuốn này? Vì trong cuốn này có nhiều cái đề lý luận văn học cực kỳ đỉnh luôn. Và nhiều tỉnh thành khắp nơi trong cả nước chúng ta thường lấy những cái đề thi trong này để ra đề thi cho học sinh. Rất là quen thuộc, rất quen thuộc không? Và tất nhiên sẽ không thiếu được những cuốn như là bộ sách phê bình lý luận văn học tác giả trong nhà trường Nam Cao. Làm sao mà làm văn mà thiếu Nam Cao được. Xuân Diệu, tác phẩm và lời bình. Hàn Mạc Tử, tác phẩm và lời bình. Nguyễn Tuân, tác phẩm và lời bình. Và đặc biệt Nguyễn Minh Châu, tác phẩm và lời bình. Vân vân và vân vân. Đây là những cuốn sách cần có. Tuy nhiên bạn cần sách để làm gì? Bạn cần sách là để đọc, đọc và để học. Học cách diễn đạt và học để chúng ta biết được cái chiều sâu của văn chương, biết được cái hay và cái đẹp, đặc biệt là cách sử dụng từ ngữ bóng bẩy, lý luận chuyên sâu. Và quan trọng hơn đó là những cái cuốn sách này là những cuốn sách mang tính chất khoa học. Video của chúng ta đến đây là hết rồi. Và đừng quên sub kênh cho thầy và theo dõi thêm một kênh nữa, đó là kênh Văn Học Online chuyên về bài giảng văn học 9, 11 và 12. Và các bạn ạ, trong video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các bạn những kinh nghiệm trong khi bồi dưỡng môn ngữ văn phần nghị luận xã hội. Cảm ơn các bạn.